chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, có thể nói Nguyễn Công Hoan là ngọn cờ đầu của văn học hiện thực phê phán Việt Nam. Nguyễn Công Hoan đến với chủ nghĩa hiện thực bằng văn học trào phúng. Từ những chuyện đầu tiên, ông đã tìm đề tài trong những người nghèo khổ, cùng khốn của xã hội. đa số nhân vật phản diện của ông đều thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có và quan lại cường hào. Toàn những cảnh xấu xa bỉ ổi, những chuyện bất công ngang ngược, những con người ghê tởm, đáng khinh bỉ. Nguyễn Công Hoan tạo ra những tình huống bất ngờ rồi phá lên cười và làm cho người khác cười theo, nhưng ngẫm lại thật thương tâm đau xót. Ngoài sáng tác, những bài tiểu luận, phê bình văn học của ông cũng được đánh giá cao vì có cái nhìn, cách tiếp cận sắc sảo về các tác giả văn học Việt Nam. Ông từng có mặt trong từ điển Bách Khoa Toàn Thư của Liên Xô từ thập niên 1960. Trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng đón nghe tiểu thuyết rất hay của Nguyễn Công Hoan, Nghịch Cảnh. Chúc quý thính giả nghe chuyện vui vẻ. Phần 1 Bọc đến tờ lịch đầy ngày 15 tháng du in in màu đỏ thắm. Phượng mỉm cười một mình, nàng vội vàng quay lại nhìn. Nàng sợ, có ai biết nàng đã lộ vẻ vui sướng thì ngượng chết. Nhưng cả nhà chưa ai dậy, vẫn còn sớm quá. Là vì sớm tối hôm nay, Thanh, chồng nàng, học ở ngoài Hà Nội được nghỉ hè về nàng mới làm dâu nhà họ Trần ở Nguyệt Áng này từ cuối tháng 3 dư và mới ăn ở với chồng vẹn vẹn có hai hôm. Độ cưới, thành xin phép được một tuần lễ nhưng không dám ở nhà cả 7 ngày. Nhị hỉ xong, chàng về Hà Nội để kịp thi bài toán Pháp chiều thứ sáu. Cự ấy lớp chàng đang thi, vắng một kỳ mà nhất là bài toán Pháp lại quan hệ, chàng sợ không đủ số điểm để được lên lớp. Phương còn văng vẳng thấy Thanh bảo, đã có vợ nếu học kém đi anh em bạn bè chê xấu hổ không chịu được bây giờ nàng chỉ còn hơi nhớ mặt thanh mà thôi thật thế trước ngày cưới nàng có được rõ chàng lắm đâu nàng chỉ thoáng trông thấy chàng có một lần cái lần đầu tiên ông nghè là cha thanh đưa chàng đến phủ kiến sương chơi với cha nàng ấy may nàng tình cờ gặp chư giá biết mục đích ông nghè đến để xin nàng cho thanh nàng đã trốn như trạch rồi ngày vấn danh Nàng ngồi thụt trong buồng từ sáng đến tối mịt. Ra ngoài, sợ chị em họ hàng chê. Rồi hôm cưới, phần nhớ nhà, phần thẹn thùng, phần hồi hộp. Nàng không thể đánh liều liếc nhìn trộm chàng. Dù nàng đã phải cùng lễ tơ hồng một chiếu với chàng. Và lại, bàn thờ tơ hồng bày ngay giữa sân. Hàng trăm mắt đổ dồn cả vào cô dâu. Nàng đã phải một phen thẹn cuống quýt Đến nỗi giá cô cử nàng, không dúi đầu nàng xuống. Nàng cũng chẳng biết lúc nào phải lễ nữa là sự thực lúc ấy nàng chỉ nhìn thấy ở chàng cái áo thụng xanh mới cái quần là nếp cứng và đôi bít tất tơ trắng rồi hai ngày ăn ở với chồng là hai ngày mới mẻ của người con gái mới làm dâu chỉ có đến khuya chờ cả nhà gần đi ngủ cả chàng mới dám vào buồng trò chuyện với nàng dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn hoa kỳ còn ban ngày lúc ăn chàng ngồi với cha và liêm khiết là hai em trai trên nhà trên nàng ngồi với mẹ và Thúy là em gái dưới nhà dưới. Ngoài ra, chàng cặm cụi học thi và nhát nên chẳng dàn mặt nàng. Nhưng nói cho đúng, giá chẳng sông sáo, nàng cũng chẳng dám làm ra mặt bạo dạn mà nói chuyện với nhau trước mặt mọi người. Nàng loanh quanh, hoặc trong buồng, hoặc nhà ngoài. Têm trầu để mẹ chồng tiếp khách, hoặc xuống bếp làm cơm. Đôi khi gặp Thanh, nàng đưa mắt nhìn xuống, lén sang một bên để chàng đi, Thế mà nàng cũng đỏ mặt đỏ tai, buồn buồn sau gáy, như có cái gì nó bỏ khắp người. Xong tuy được dung họp với chồng ít, chưa rõ tính nét chàng ra làm sao mà nàng thấy rất là mừng. Vì thấy chàng chăm học, chính bà Phủ là mẹ đẻ nàng đã khen thanh với nàng rằng anh ấy khá đấy, con trai mới cưới vợ mà không quen lo lắng văn bài. Quan ân Nam Sơn nói chẳng sai tí nào. Ông ân lê bên làng Nam Sơn vốn dâu ra với ông Phủ Kiến Sương lại là bạn đồng khoa thi hội với ông Nghè Trần Chính ông làm mối cho Thanh lấy Phương Ông thấy nàng dâu ông mợ cả vĩnh trước kia Còn ở nhà thì tên là cô Trân Rất ngoan ngoãn Mà Phương giống chị Như Đúc Cả người lẫn nết Nên tháng riêng vừa rồi Ông mới đánh tiếng với ông Nghè Giá ông còn con hoặc cháu Chạc tuổi Phương Quyết hòa thơm ông đánh cả cụm đấy Ông Nghè vốn đã biết tiếng mợ cả vĩnh Nên nhờ ông Án đến nói với ông Phủ ông bà phủ nghe ông án khen bên họ trần phúc hậu và thanh Trăm học và gặp chỗ đại gia môn đằng hộ đối nên chẳng ngại xa bằng lòng gả phương cho thanh được năm thanh long ông bà cho cưới ngay vào tháng ba dư tuy vội vàng nhưng tháng thừa làm việc gì chẳng lành thanh hơn vợ hai tuổi chàng đã hai mươi mà mới học năm thứ hai trường bảo hộ sự đó không lạ lắm bởi vì trước kia chàng học chữ nho mãi đến năm ông nghè nghe dục dịch bỏ thi hương mới cho chàng xoay học chữ pháp vì thông minh lại chịu khó nên mới ba năm thanh đã đỗ bằng tiểu học được vào lớp thành trung trường bảo hộ chàng là con trai lớn ông nghè trần nhưng là rể thứ hai ông phủ kiến thấy vĩnh người anh rể chỉ hơn mình có ba tuổi mà đã học trường hậu bổ nên chàng càng phải cố gắng để khỏi mang tiếng con ông cháu cha mà làm nên chậm hơn người từ ngày cưới phương chưa về thăm cha mẹ nàng nhớ nhà lắm, nhưng biết làm thế nào. Nàng đã đi làm dâu, có biết bao bổn phận mới mẻ và nặng nề. Và ông bà nghè đã hứa đến nghỉ hè này cho vợ chồng nàng về kiến xương một tháng ở đến ngày kỵ tháng 7. Nên từ hôm sẽ đến tờ lịch để mồng một tháng duyên nàng mong mỏi từng ngày cho đến sáng nay. Những nét chữ tươi thắm làm nàng vui sướng. Nàng rũ tóc, lấy lược chải vẩn vơ nhìn qua cửa sổ những giọt sương đọng trên lá rung động trước gió, lập lánh như kim cương, mặt trời đỏ ối sau lũy tre xanh, nàng ái náy lo thành phải đi đường nắng vất vả, đi xe ké hơn 30 cây số vào mùa này. Ai không mỏi mệt, nàng đã tính rằng sớm lắm thì 12 giờ chàng mới tới nhà, nhưng biết đâu chàng không ăn cơm sáng ở nhà trọ rồi mới về. Như vậy được thong thả, xong phải đi vào buổi trưa nóng nực, chàng không viết giấy hẹn trước. Từ ngày cưới đến nay, chỉ mỗi lần chàng có thư về nhưng không viết riêng cho nàng hôm nghe loáng thoáng trên nhà thấy nói có thư anh cả nàng đã vừa bồn trồn vừa thẹn thùng nàng chỉ sợ là chàng viết cho nàng nếu chàng viết cho nàng thì không biết làm thế nào đây tất nàng phải nhờ thúy đọc hộ và trả lời hộ vì nàng mới bắt đầu học quốc ngữ độ ngót tháng nay chưa đánh vần được mà cô em chồng ấy vì chỉ kém nàng có một tuổi nên thân với nàng và tính cô hay đùa, rồi chế nàng thì nàng đến phát khóc lên được. Trải đầu vấn khăn xong, Phương cầm chổi quét nhà thì vừa bà nghe dậy. Thấy con dâu hay làm hay làm, bà rất vui vẻ nhưng không thích nàng tranh việc của đầy tớ nên bà cau mặt bảo: "Gọi chúng nó lên quét cho, tội gì con, thầy với các em còn ngủ cả à?" Phương dựng chổi vào xó cửa đáp: "Vâng ạ, đánh thức các em dậy, anh cả sắp về." Mà chúng nó cứ quen ngủ muộn thế là anh không bằng lòng đâu. Thấy mẹ cũng nghĩ đến chồng mình. Tự nhiên mặt nàng nóng bừng bừng. Nàng lên nhà trên, gọi các em rồi xuống bếp xem siêu nước. Vào khoảng 10 giờ ăn cơm xong, Phương đứng xỉa răng ở sau mảnh, nhìn ra phía cổng. Bỗng có tiếng xe lạch cạch trên đường. Nàng hơi bồn trồn, rồi chiếc xe đỗ hẳn. Nàng thoáng thấy một người đội mũ trắng. Tự nhiên nàng hồi hộp, thì vừa lúc ấy, liêm và khiết chạy ùa ra sân gieo ẩm a à, anh cả phương giấu vẻ mừng rỡ vội vàng chạy vào buồng chống ngực nàng đánh thình thình tiếng chào hỏi xôn xao ồn ào bỗng thúy gọi nàng kìa đẻ bảo chị ra cất hòm quần áo cho anh nàng đỏ mặt vừa vì sung sướng vừa vì thẹn thò nàng ra nhà ngoài thấy thanh đương quạt phành phạch mồ hôi mồ kê nhễ nhại thanh cũng đã nhìn thấy nàng nhưng cả hai người đều e lệ không ai chào ai bà nghè trỏ cái hòm đặt ở hè bảo Mở xem cậu ấy có cái gì thì cất đi rồi bảo chúng nó làm cơm nhưng thanh vội vàng nói bẩm để con mang lên nhà trên chỉ có sách vở thôi đấy ạ à? phương đưa mắt nhìn xuống mỉm cười cho đỡ ngượng ông nghè hỏi thì cũng có quần áo chứ vâng ạ à, nhưng phần nhiều là sách thúy rành mãnh nhìn phương năm nay có chị thì chị vá em đỡ bận ông nghè bật cười, còn bé Phương lẳng lặng ra hè đến gần hòm, nàng ngồi sổm, toàn dương nắp lên nhưng sực nhìn thấy cái khóa nàng bẽ bàng không biết làm thế nào nàng bèn đánh liều đến gần mẹ chồng bẩm đẻ hòm khóa ạ thì bảo cậu ấy đưa chìa cho nhưng Thanh nhanh nhẩu đứng phát dậy khóa chữ để con mở lấy ạ chàng lúi húi vặn mấy vòng đồng rồi dựng nắp hòm lên Phương đến gần chồng Thấy thoảng cái mùi quen quen và thân yêu ở cạnh, nàng sao xuyến, nàng ngồi xuống, nhắc quần áo của chàng ra, đặt vào lòng, chàng cũng ngồi xuống, đặt những chồng sách lên thành hòm, nàng tưởng tượng ở sau nàng, từng ấy con mắt đương ngắm chồng chọc. Lấy xong quần áo nàng đứng dậy, quay ngay lại Thúy, cô em chồng quả đương nhìn nàng, chế nhạo nàng bằng một cái mỉm cười, làm cho hai má nàng đỏ ửng bỗng thành gọi. Mợ cất cả cho tôi cái này nữa, Nàng quay lại Thanh đưa chiếc khóa chữ vẫn còn mở Không dám nhìn ai Nàng đi thẳng vào buồng Lúc đó một mình Nàng như được hoàn hồn Mới quay ra thấy chồng đương lúi húi ở hè chọn sách Nàng dở quần áo ra xem Để riêng những cái sách Rồi tẩn mẩn Nàng xem cái khóa Nàng thử so xem Chàng để những chữ gì Thì dần dần nàng thấy bốn chữ THPH Nàng hiểu ngay Hai chữ đầu ở tên chàng Hai chữ sau ở tên nàng nàng mừng thầm thấy chàng không phụ lòng yêu mến nhớ nhung của nàng trong những ngày phải xa cách nàng xuống bếp tưởng chừng lũ người nhà đều nhìn nàng bằng đôi mắt chế nhạo cho nên nàng chẳng dám trông ai nàng mở tủ đồ ăn và tự xếp mâm bát bỗng chợt ngẩng lên nàng thấy chiếc mảnh treo cửa buồng rung động nàng chắc thanh vào tìm nàng nàng vội vàng rửa tay để lên nhưng được ba bước không biết nghĩ thế nào nàng dừng lại rồi lại không biết nghĩ thế nào nàng lại đi. Nàng hồi hộp, đánh bạo mở mảnh. Thanh nhìn nàng mỉm cười, nàng cũng mỉm cười để tỏ vẻ âu yếm. Tôi đi sớm quá, đỡ nực nhưng mà mệt. Thầy đẻ cứ chắc đến chiều cậu mới đến nhà. Thanh gật đầu, mọi bận vẫn như thế, mợ thì đoán tôi về sớm hay chiều. Phương cười, tôi không đoán, nhưng mong từ tăng tảng sáng. Vợ chồng tình tứ nhìn nhau, Thanh nắm cổ tay nàng, kéo ngồi cạnh nàng giật ra khẽ nói chết đừng thế lỡ các em vào hôm nào cậu phải đi học còn lâu đến mồng 10 tháng 8 kia nàng ngồi nhưng ở cuối giường nói cậu lên nhà đi xem thầy đẻ có hỏi chuyện gì không chứ hỏi rồi nhưng cứ lên nhà mọi khi thế nào bây giờ cũng nên thế chắc thanh cho là phải đứng dậy phương xuống bếp trồng cơm nước nàng không ngờ quen với chồng nhanh chóng thế cứ như hôm qua, nàng tưởng chừng như không biết bao giờ mới dám bảo dạ nói chuyện với chồng giữa ban ngày. Nàng sực nhớ câu trong truyện Kiều: "Từng cay đắng lại mặn mà hơn xưa, thành yêu vợ nhưng không sao nhãng sự học." Chàng đã đặt chương trình làm việc và theo rất đúng. Cũng như ngày đi học, chàng dậy từ 5 giờ để tập thể thao và tắm, buổi sáng chàng ôn tập văn bài, buổi chiều chàng dạy các em, chỉ có chủ nhật chàng mới nghỉ cả ngày để đi chơi nhà họ hàng bạn hữu. Chỗ học của chàng, ở trái nhà trên, sách vở xếp đặt ngăn nắp. Không mấy khi Phương lên đó, nàng không dám mất thì giờ của chồng. Bởi vì lần đầu tiên, nhân ông bà nghe đến nhà ông trưởng họ lễ dỗ nàng lên xem chồng học, thanh chiều vợ, bỏ cả buổi để nói chuyện. Rồi tối hôm ấy, chàng làm việc đến tận khuya, và lúc đi ngủ, chàng vỗ chán phàn nàn. Mỏi quá, Phương ái ngại nói. Tại cậu thức nhiều Chàng ôn tồn đáp Để đền lại cái thì giờ mất lúc buổi sáng nói chuyện với mợ Bởi vậy Phương hối hận mãi Từ đó nàng rất quý thì giờ học của chàng Từ ngày thanh về Mãi vui thú với chồng Phương ít khi tưởng nhớ đến nhà Nàng quả thực hoàn toàn sung sướng Nàng thấy chàng chăm chỉ Và rất nhiều đức tính Bởi vậy nàng càng cố ăn ở cho khỏi phụ bụng chàng Một hôm về đầu tháng 6 Ông phủ cho người nhà đem thư về, xin phép ông nghè đón vợ chồng Thanh xuống chơi. Phương vui sướng, nàng xếp quần áo của Thanh và quần nàng vào vali. Ông nghè vốn lo xa, xẻ những thuốc cấp cứu như thuốc đau mắt, thuốc đau bụng, thuốc nhức đầu vào trong các lọ con, bắt nàng mang theo. Thành biết vợ rất cẩn thận, nên không phải bận việc sửa hành lý lạt vặt. Chàng chỉ nghĩ đến những thứ cần riêng của chàng, tức là một vài cuốn sách xem giải trí, một cái bút trì và một quyển sổ con. Mỏng bốn tốt ngày, vợ chồng Thanh được phép đi. Từ ngày cưới, hôm nay Phương mới lại qua đường này là lần thứ hai. Nàng để ý nhận xét, hỏi chồng tên từng làng. Và lối rẽ này, lối rẽ nọ về đâu? Trời nắng trang trang, nước ruộng trắng lóe như mặt gương, gió im bặt, song nàng không thấy nóng, mải ngắm phong cảnh lạ, nàng quên hết nỗi bức bối. Nhất là nàng được đi với chồng về thăm cha mẹ. Ý nghĩ ấy làm nàng trông cái gì cũng ra vui đẹp. Tới Hà Nội, Thanh đưa Phương vào nhà trọ để chào bà chủ. Nhân tiện nàng được biết nơi ăn trốn ở của chồng. Nàng thấy chàng được ở riêng trong buồng con và bà chủ phúc hậu tử tế. Nàng sung sướng lắm. Bà chủ làm bún chả, thết vợ chồng nàng. Chừng hơn 2 giờ, Thanh đưa vợ đi xem một vài nơi mà nàng ước ao biết, rồi ra tuột bến tàu thủy. Tàu thủy nhổ neo vào khoảng 4 giờ, vì đi xuôi và đậu ấy nước lên to nên chạy rất chóng. Chừng gần 2 giờ sáng đến bến Tân Đệ. Từ đấy Phương thành người dẫn đường. Lên bờ, nàng bảo người nhà đưa đến chỗ trọ mọi khi, cao giáo và sạch sẽ. Cả thanh lẫn Phương, không ai ngủ được. Chàng vừa thấp thòm, vừa lạ chỗ. Nàng thì móc mỏi chóng tới sáng. Đến gà gáy thứ ba, tiếng gọi đã ồn lên ở ngoài cửa. Thể ra bọn phu xe đã suý từng món từ khi khách bước chân lên bờ chúng đến đánh thức khách. Vì trời đã dạng đông, người nhà Phương mặc cả thánh giá, bèn trả tiền trọ rồi lên xe về Thái Bình. Buổi sáng xanh, không khí mịn màng, làm da thịt mát rợi. Phương vui vẻ được trông thấy phong cảnh quen, nó như chào bạn cũ. Ánh sáng trong như sữa, lọc qua tầng mây đen dày. Trời cũng như nhăn mặt cười, cây cỏ như nhảy múa. Phu xe chạy rất nhanh, vành bánh sắt nghiến trên đường đã kêu ầm ầm một lát trời sáng rõ, vầng đông trói lọi. Phương hỏi, anh xe chạy một mạch về tỉnh hay còn phải nghỉ? Bẩm buổi sáng mát chả phải nghỉ. Được chừng sáu bảy cây số. Phương nhìn sang Thanh mỉm cười với chàng, trỏ tay về phía trước nói, cậu có trông thấy cái nhà thờ kia không? Thanh gật đầu Phương giảng, nhà thờ tỉnh đấy, chốc nữa ta sẽ thấy nhiều mái ngói lố nhố. Thành lắc đầu nhăn mặt. Tưởng gần, Hóa cũng xa đi nhỉ. Bỗng Phương nghển cao đầu lên để nhìn cho rõ và hỏi anh người nhà. Anh Thùy, có phải xe ngựa nhà kia không? Tôi trông thấy rõ ràng con ngựa ô. Rồi nàng cuống quýt. Đích rồi, anh bái trong xe đấy mà. Rồi nàng bảo Thanh. Thầy me cho đi đón. Nàng bảo phu xe. Thôi hạ xuống. Thành vừa trả tiền xong thì xe ngựa vừa tới. Thùy và bái chuyên hành lý sang và cho ngựa chạy nước kiệu Vương hỏi ở nhà đi từ mấy giờ bẩm từ tò mò sao quan biết hôm nay chúng tôi về mà cho anh ra đón bẩm sáng hôm qua con cũng đã đến tận tân đệ thanh thấy ông phủ quý con thì vui sướng nói với vợ chắc thầy mè mong lắm bái đáp bẩm cậu cả nhà mong cậu mọ từ ba hôm nay để phần ế cả cơm xe vào tỉnh vì không muốn phụ lòng người đợi thanh không ghé vào phố và chẳng bận mua bán gì bảo bái đánh xe về tuột phủ, độ nửa giờ sau, đến kiến xương. Vì nghe tiếng nhạc ngựa nhà, nên các em Phương đã đứng đón cả ở cổng. Thanh và Phương xuống đất, nàng vui quá, chảy nước mắt. Nàng đưa chàng vào nhà tư chào mẹ. Ông phủ đương buổi hầu đông, bỏ cả dân xuống mừng con. Ông hỏi thăm Thanh về sự học hành rồi nói. Anh xuống đây với thầy me, và còn ở lâu, nên thầy đã bắt dọn riêng buồng bên kia, có sẵn bàn ghế, tha hồ anh học. Bà phủ cười. Thầy khéo biết tính rẻ, đã mượn mấy bộ gì ấy, bày sẵn trong buồng. Ông phủ bảo, nào, anh sang nhận chỗ đi. Nói đoạn, ông đưa Thanh sang buồng cạnh. Thanh thấy trên bàn có mực, bút, giấy, tự vị và chừng 10 quyển sách in. Ông mỉm cười vuốt dâu nói, chữ Tây thầy không biết, anh thử xem những sách gì đây. Thanh nhìn từng quyển một đáp, bẩm bốn quyển này là tiểu thuyết lịch sử, hai quyển này là toán pháp quyển này là tiểu thuyết tình quyển này dạy nghề buôn bán quyển này dạy cách nuôi tầm ông cười rũ thầy cho nó mượn của một ông phán trên tỉnh thấy quyển nào đem về quyển ấy thanh làm ra bộ vui sướng nói bẩm quyển nào cũng có ích cả con đều chưa đọc thế thì hay lắm anh xem sách nào hay nói chuyện lại cho thầy me nghe cũng vui rồi ông mở toang hai cánh cửa sổ thanh nhìn thấy cái ao nước trong mát Ông tiếp Anh ở đây lúc mới chắc lấy làm buồn Vì em chính còn nhỏ Không có ai trò chuyện Nhưng rồi thầy cho đi chơi đó đây Có muốn bán chim thì lấy súng đạn của nhà Chiều chiều bỏ đóng xe ngựa đi thăm phong cảnh Cho em theo Đoạn ông đưa Thanh ra nhà ngoài Phương đường díu xít với mẹ và chính Cùng các em nhỏ Bà phủ mỉm cười bảo Thanh Anh cởi khăn áo ra Ở nhà thế nào thì về đây cũng thế đừng e lệ Thành lễ phép đáp Dạ. Ông Phủ nói. À, độ 10 hôm nữa. Vợ chồng anh cả Vĩnh cũng xuống. Anh ấy vừa viết thư cho thầy hôm qua. Phương hớn hở. Thế ạ? À, vui quá nhỉ? Ông bà Phủ rất chiều chuộng rẻ, cho nên Thanh rất vui vẻ. Ở đây cũng như ở nhà, chàng theo chương trình đã ấn định để làm việc. Cho khỏi mất thì giờ, ông Phủ lại mượn thêm ít sách nữa, có vài cuốn cũng có ích. Một buổi chiều, Thanh vác súng đi chơi với chính. Phát đầu, chàng bán chúng ngay con cỏ trắng đường lò dò ở ruộng. Phát thứ hai, chàng được con chim gáy đường véo von trên ngọn tre. Được cả nhà khen, chàng vui sướng và thấy có kết quả nên chàng mê đi bắn lắm. Không chiều nào chàng không đi kiếm chim, chàng mong Vĩnh xuống chơi, có Vĩnh chàng sẽ có bạn. Từ ngày cưới, chàng mới gặp Vĩnh một lần nhưng chưa nói chuyện với nhau gì. Nhất là Phương, nàng càng mong chân. Nàng rất yêu chị, và Trân cũng rất yêu em. Hai chị em gái mà gặp nhau thì những chuyện từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, lúc nào cũng thủ thỉ cùng nhau. Mà Trân tuy đã ở riêng, nhưng việc nhà vẫn săn sóc đến. Bởi vậy các em coi nàng như còn ở nhà. Phàm có việc gì, chưa thấy ý kiến chân thì vẫn là chưa đủ. Bởi vậy ngày vợ chồng Vĩnh hẹn xuống, cả Thanh lẫn Phương cùng xin phép ông bà chủ đánh xe đi đón ở giữa đường. Thanh cầm cương ngồi cạnh vợ, qua phố phủ và phố tỉnh, thấy nhiều người nhìn và chỉ trò nói với nhau, cả hai người cùng ngượng ngùng. Đến gần tân đệ, Thanh gặp bọn Vĩnh, hai bên mừng rỡ, xếp đồ đạc và người lên chặt xe. Trẻ con ngồi lòng phương và Thanh, Vĩnh rong cương, Trần nói. Đáng lẽ mai chị mới xuống, vì bên nhà có khách, nhưng các cháu cứ đòi đi, và sợ thầy me mong. Vĩnh giật roi ngựa, kêu đánh tét, hỏi Thanh. Chú xuống hầu thầy me Ở một mình từng ấy hôm chắc buồn Thành mỉm cười lắc đầu Không buồn lắm Phường đỡ lời chồng Nhà em đọc sách, đi bắn Lúc rỗi thì đi chơi Trần gật khen Thế là chú khéo dùng thì giờ Chứ nhà tôi thì tệ lắm Chỉ ở độ hai hôm là kêu buồn Nàng nạc đòi về, lắm lúc bực cả mình Vĩnh lại quất ngựa Nhưng hè này có chú cả Thì tôi ở lâu Các cậu thì bé ông thì bận việc quan cả ngày tôi chả buồn thì vui với ai được thế sao chú cả ở được tại chú là rể mới không dám đòi về cả bốn người lớn phá lên cười phường đáp không phải thế bên nhà em cho vợ chồng em về hầu thầy me một tháng kia mà vĩnh đáp đó lại là một lẽ nữa mà chú không dám đòi về mọi người lại cười vĩnh tiếp chị vẫn cự anh về tội không ở phủ lâu trần cười chứ lại gì quanh năm chỉ có nghỉ hè được rỗi rãi tôi thì chả được phép chứ ở nhà suốt năm cũng được phương đáp thật đấy chị về lần nào dù ở lâu đến đâu em cũng không muốn cho chị đi vội vĩnh giật ngựa cho quanh về ngã tư nói thế nào là yêu nhau như chị em gái rồi tiếp anh em rể nào chứ chú cả với tôi không sợ đánh nhau vỡ đầu cả bốn người lại cười vang phương ngẫm nghĩ rồi hỏi ừ Tại sao người ta nói thế nhỉ? Vĩnh và Thanh nhìn nhau, lại bật cười khiến Phương thẹn đỏ mặt. Xe chạy bon bon trên đường đá, chẳng mấy chốc tới phủ. Vì hôm ấy là chủ nhật, nên ông phủ không bận. Thấy các con các cháu, ông bà mừng rỡ mỗi người bế một cháu lên lòng. Thanh nhận thấy ông bà phủ đối với Vĩnh, khác đối với chàng. Vì Vĩnh học trường hậu bổ, nên câu chuyện đứng đắn hơn và sự tiếp đãi gần như có vẻ khách sáo, chứ không thân mật, âu yếm như với chàng ông không hỏi thăm học hành thi cử mà chỉ nói chuyện quan nọ quan kia, cùng việc tuyên bổ thăng dáng trong hoạn mới. Thành theo thói quen mọi ngày, mặc áo cộc nhưng thấy Vĩnh vẫn đong áo dài nên chàng lấy làm ngượng. Ăn cơm xong ông phủ cho mọi người vào đánh tổ tôm. Ông nói, nhà có bốn chân rồi, mời thầy thừa chí đến nữa là đủ. Phương hiểu ngay, bốn chân là hai cha mẹ, Vĩnh và Thanh, nàng vội vàng nói. Bẩm thầy nhà con không biết đánh, ông ngớ mặt không biết thật hay không biết dối thành đáp bẩm thật ạ à? bà phủ cười phải học dần chứ thành mủm mỉm bẩm con đã học nhưng mãi không thuộc chữ ờ à, mẹ cũng chỉ nhớ vẽ ở quân bài thôi nhưng tưởng không khó gì anh học chữ còn đỗ được nữa là học quân bài thành vui vẻ đáp bẩm con xin trầu dìa. ông phủ rung đùi vuốt râu trầu dìa thì chả phải xin ai bà phủ gật đầu được mai mẹ dạy anh chả có ông bà bên nhà lại trách thầy me không biết dạy dễ cả nhà cười vĩnh hỏi hay chú công ty với anh thành lắc đầu em xem là đủ ông phủ nói được tùy thích vĩnh nhìn thành có vẻ ái ngại nhưng cả nhà vui vẻ để chú cả buồn một mình bà phủ khen anh thật chú đáo thành đáp nhưng em có lỗi là không biết đánh Em phải chịu buồn là lẽ công bằng. Bà Phủ chọn miếng chầu ngon bỏ vào miệng nói. Hay gì cái biết cờ bạc mà cho là lỗi. Biết cái gì, chứ biết cái này chỉ tổ hại tiền. Rồi thấy Thanh vào buồn, bà gọi Phương lại gần hỏi khẽ. Anh ấy không biết đánh thực hay không có tiền? Ông Phủ móc tay vào túi bảo. Không có thì tiền đây. Nhưng Phường đáp. Bẩm nhà con không biết đánh thực. Tất cả cờ bạc chỉ biết mỗi cái búng quay. Vì chân và Phương âu yếm nhau nên Vĩnh và Thanh cũng dễ thân mật. Tuy hai người có nhiều sở thích khác nhau nhưng biết lựa ý nhau. Ban ngày Vĩnh chiều Thanh nói chuyện về sự học thì ban tối Thanh chiều Vĩnh. Chầu rìa tổ tôm, từ hôm Vĩnh xuống tối nào trong phủ cũng có đánh bài. Đó là cuộc tiêu khiển có tính cách gia đình nên được thua không đáng kể. Có khi ông phủ bỏ tiền góp cho ông thừa. Nếu ông này cạn túi vì ông cần vui nhân tiện chiều rể, Thành đã hơi biết đánh. Thỉnh thoảng cầm hộ Vĩnh một ván bài, được Vĩnh khen là không hớ nước gì. Bởi vậy, hai anh em rể ấy tự ép cho hai tâm hồn gần nhau. Nên nhiều khi nói chuyện với nhau hàng giờ mà không phải là chuyện đưa đẩy. Vĩnh nhận rằng vì có Thanh nên tự nhiên chẳng thân với gia đình vợ hơn trước. Chẳng thấy ông bà Nhạc coi Thanh như con và Thanh coi ông bà Nhạc như bố mẹ đẻ nên chẳng không tự coi như rể. Và ông bà Nhạc không coi chàng là khách nữa. Chính Trần cũng thấy rõ vẻ thân mật ấy và biết là vì có Thanh, bởi vậy Thanh được cả nhà yêu quý. Phương thấy cha mẹ và chị khen chồng, nàng nở nang tấm lòng. Nàng cố sức chiều chuộng Thanh, cho chàng càng thân thiết với gia đình mình. Nhưng ngày vui đi rất chóng, chẳng bao lâu đã đến kỳ hẹn vợ chồng Thanh phải về, vì ở nhà có kỵ và sáng mồng 2 tháng 7, ông bà nghe đã cho người xuống đón Thanh và Phương về vợ chồng vĩnh cũng xin về ông bà phủ buồn lắm ông bảo làm một bữa cơm tây để tối ăn dọn bàn ra sân thắp đèn mang sông cho sáng bữa cơm ấy đáng lẽ vui vẻ nhưng vì ai cũng giàu giàu nghĩ đến cảnh biệt ly nên ít chuyện rồi sáng mồng ba bà phủ chân và phương không ai bảo ai mà mắt người nào cũng đỏ hoe thành nào nào cả lòng vĩnh cố đe đánh lũ con không cho chúng nô đùa bởi vì chỉ lũ trẻ được đi là sướng thôi Chúng chẳng nhớ nhung ai Ông Phủ gọi riêng Thanh vào buồng nói Đối với anh cả Vĩnh Thầy me xử khác Đối với con thầy me xử khác Thầy có cái này cho con Để con mua sách vở mà học tập Đoạn ông đưa Thanh một con bạc Thanh đáp Thầy me thương con Nhưng thầy me cho nhiều quá Không Thầy thiên quan thiên lộc Không thiếu gì Dạ Chợt lúc ấy chân vào Nàng hiểu ngay bèn dục thanh Thầy cho chú, chú cầm lấy đi Ông phủ sợ Phật ý con gái lớn Bèn nói với chân Anh chị thì nhờ ông bà bên nhà Chả thiếu gì Vâng, thầy có cho nhà con Nhà con cũng tiêu phí đi thôi Thành giờ hai tay đỡ lấy số tiền nặng trĩu, Thầy me cho con Con xin lĩnh Ông phủ vui vẻ, lại lấy lòng chân Con nào cũng là con Rể nào cũng là rể Thầy có rể là anh Vĩnh với anh Thầy rất vui nói đoạn ông lại mở tủ lấy ra bốn mươi đồng chia đôi đưa chân một nửa thanh một nửa hai con cầm lấy để ăn đường thành nói thôi ạ à, thầy đã cho con rồi xin chị cầm cả trần lắc đầu không thầy đã cho đều không nhận không phải đạo nàng cầm hai mươi đồng đưa thanh thanh ngần ngừ nàng nói con là con thầy mới thương yêu thành cảm động về cử chỉ đại lượng và âu yếm của ông phủ và chân chàng suýt ứa nước mắt lúc Vân ly thực là bịn dịt. phường khóc hẳn ra tiếng ông phủ cố gượng cười bà phủ quẹt vôi vào sau tai cháu hôn hít và dặn dò mãi chúng bà nói trong nước mắt thanh mấy lần suýt tổn thức chàng thấy chàng trẻ con hơn vĩnh chân thì cứ lăm đăm trông đi đâu nàng không dám nhìn mẹ rồi tiếng chào ồn ào xe quay bánh qua phố phủ không ai nói với ai gần chỗ quảnh. bỗng thanh yên lặng quay cổ lại Hình như chàng nhìn một lần nữa chỗ ông bà nhạc ở bắt đầu cái cử chỉ ấy làm cho chân và Phương hiểu và hai người lại nước mắt chạy quanh. Về đến nhà, Thành thấy bâng khuâng Chàng nhớ bên nhạc ra, bèn viết thư về kiến xương để ông bà phủ yên tâm là vợ chồng chàng đã đi đường vô sự. Chàng lại viết cho Vĩnh. Hẹn thế nào? Đến ngày sắp hết nghỉ hè, chàng cũng sang chơi. Chàng nhớ lúc em vợ nhỏ vì chúng quyến luyến chàng Nhất là trong những ngày vừa qua, chàng đã trông nom chúng học, lại dạy cho chúng vài trò chơi lý thú. Phương cố nén lòng, nàng không dám tỏ sự nhớ nhà. Và cố làm ra vui vẻ, cùng kiếm việc làm cho khuây. Thanh hiểu tâm sự ấy, nên thương vợ lắm. Chàng thấy rằng ở phủ với cha mẹ, nàng có kẻ hầu người hạ. Nhưng về bên này, nàng vẫn vất vả cả ngày. Xong nàng không hề phàn nàn. Trái lại, nàng hết sức đầy đủ bổn phận, và lúc nào cũng lo lắng, chỉ sợ không được tròn công việc. Chẳng thấy cha mẹ yêu quý nàng nên rất vui sướng. Quả vậy, nhiều lần bà nghe khuyên chàng nên chiều chuộng vợ, bà bảo nàng rất có đức. Đáng làm dâu trưởng một gia đình, bà lại khuyên chàng nên thân mật với nhà vợ. Và đối với bên ông bà phủ, bà quý mến tất cả mọi người. Nay thấy Thanh nói chuyện ông bà nhạc, xử với chàng đặc biệt, bà càng quý Phương bội phần. Thật vậy, bà đã coi Phương như con gái. Bà dạy Phương từng tí, bà không hề thử thách hoặc bóng gió mà thấy nàng dâu thông minh ý tứ và ngoan ngoãn nên bà càng thật bụng bảo ban suốt mấy tháng trời bà chưa hề phải gắt phương nửa lời lúc nào bà cũng ngọt ngào dịu dàng về phần phương nàng thấy rằng ở nhà chồng cũng như ở nhà mình tưởng chừng như không phải nàng đi làm dâu vậy cho nên những ngày vợ chồng thanh ở kiến sương bà nghe thấy nhà vắng vẻ hẳn đi bà nhớ con và nhớ dâu bà nhớ phương nhất là những lúc bà phải làm việc thay nàng thúy tiếng đã lớn nhưng không thảo bằng phương mà từ ngày có dâu về bà giao phó mặc nàng nên nàng đi vắng bà phải bận bà thấy gia đình thiếu phương là thiếu nhiều quá những lúc bận bà thường phàn nàn thúy không giúp được việc gì và bảo con gái nên trông chị dâu mà ăn ở không oán thán mẹ không ghen ghét chị thúy càng cố noi gương chị cho cha mẹ vui lòng bởi thế Phương đi vắng lâu Lúc về thấy mẹ và các em mừng rỡ và thân mật hơn Nàng đỡ nhớ nhà Và càng hết sức chăm chỉ và ngoan ngoãn Thấy Thanh ngẩn ngơ Nhiều lúc buồn bã đến nỗi Chảnh mảng học hành Nàng vẫn phải khuyên giải Nàng dục chàng nên đi chơi chỗ họ hàng Để rồi khi đã khuây khuây Chàng mới dần dần theo đúng chương trình làm việc như trước Nghỉ hè năm nay tưởng chừng như chóng hết hơn mọi năm Cái đó không phải không có cớ Cớ thứ nhất là thanh đã không ở nhà quê cả từng ấy ngày trời chàng ở kiến sương ngót một tháng cớ thứ hai là thanh có vợ chàng muốn thì giờ đi chậm để được hưởng vui vẻ cạnh người yêu ngày khai trường sắp tới chàng chẳng mong mỏi chút nào chàng viết cho vĩnh nói thác rằng vì nhà bận việc nên không thể sang thăm được chàng xin lỗi anh rể vì đã sai hẹn mà chàng lại khéo nói dối vĩnh sợ vĩnh sang chơi phải tiếp mất thì giờ nên bảo vài hôm nữa phải đi vắng rồi đến ngày vào học chàng sẽ về tuột hà nội phương thấy chồng mưu mẹo xem thư chỉ rúc rích cười nhưng ông nghè nhớ việc thanh hẹn sang chơi vĩnh ông nhắc thanh và cho cả hai vợ chồng cùng đi chàng lo quá bàn với vợ sau hết tuy không dám cưỡng lời cha nhưng trước ngày đi một hôm chàng làm như tiếp thư vĩnh báo trước là vĩnh sẽ không có ở nhà thế là vợ chồng lại rúc rích cười với nhau thanh được lên năm thứ ba chàng định theo bước một người bạn lớp trước là cố học cả chương trình năm thứ tư để cuối năm quyết thi bằng tiểu học Pháp. Sự trúng tuyển của người ấy đã làm rung động dư luận học giới Bắc Kỳ. Vậy Thanh cũng phải đỗ. Chàng đỗ để cũng làm rung động dư luận một phen nữa. Chàng rất sợ vi trùng họ lao. Cái vật quái ác này không kiêng nể những người có trí học. Nó chỉ e rẻ những người có sức khỏe mà thôi. Bởi vậy, Thanh tuy cặm cụi cả ngày vào sách vở, có khi thức đến nửa đêm nhưng chàng không sao nhãn thể thao một ngày thế nào chàng cũng để ra nửa giờ để vận động mà do thế luôn luôn thân thể chàng tráng kiện nên tinh thần chàng sảng khoái chàng thấy vui vẻ làm việc thỉnh thoảng đọ sức với anh em lớp trên chàng lấy làm hãnh diện vì một đôi khi chàng lấy làm hãnh diện vì một đôi khi chàng làm người ta phải ngượng xong tuy chăm học và tiếc từng giây từng phút mà đến ngày nghỉ lễ chàng không thể lãnh đạm được với phương chàng về nhà quê đủ bốn hôm lễ các thánh và nhất định không nghĩ ngợi gì đến bài vở để được hoàn toàn giải trí. Thấy chồng về, Phương rất mừng. Điều thứ nhất nàng nói với chồng là báo cho chàng biết tin nàng có mang. Tôi không muốn viết thư sợ thư không kín đáo. Nàng nói thế, bắt đầu sự dư ý ấy lại làm cho thanh thở dài. Trong óc chàng luẩn quẩn những ý tưởng không được vui lắm. Xong chàng mỉm cười và theo sau cái mỉm cười chàng khẽ thở dài. Thực vậy, chàng vui vẻ thế nào được? Khi nghĩ đến vài tháng nữa, chàng đã có con, một người còn là học trò mà đã là bố. Bạn hữu trong trường rõ việc ấy, họ sẽ chế nhạo chàng. Kể ra ở lớp chàng cũng có đến 10 người có vợ và có lẽ hai ba người có con rồi. Nhưng họ đều giấu giếm rất kỹ và lại có con, chẳng thêm một bổn phận nữa để gánh vác, bổn phận làm cha. Cái bổn phận làm con của cha mẹ chàng có ngay từ thuở lọt lòng nên không thấy rõ rệt lắm và cha mẹ đối với con bao giờ không sẵn đại lượng đến khi lớn lên cắp sách đi trường chàng thấy thêm một bổn phận của người học trò bổn phận ấy đầy đủ thì chỉ có lợi cho chàng thôi bởi vì tương lai của chàng tương lai của tổ quốc là ở chàng song vì có sẵn đức tính nên chàng vẫn coi là nhẹ nhàng rồi chàng lấy vợ chàng thấy có cái bổn phận làm con một gia đình khác với gia đình chàng chàng nhận họ hàng với một loạt người chàng chưa từng quen biết và chàng lại có cái trọng trách là từ nay để cho mọi người nương tựa cả về vật chất lẫn tinh thần hạnh phúc và tương lai của vợ chàng là ở trong tay chàng thế mà vừa thấy cái bổn phận nặng nề ấy vượt được nay cái bổn phận làm cha đã sắp tới chàng không tán thành cái ý kiến của ông cha là lấy vợ cho con ngay từ lúc con đang đi học như vậy tức là các cụ du con cháu xuống vực sâu bóp hẹp tương lai của chúng. Các cụ muốn có dâu về để đỡ đần, muốn có cháu bé để bế ấm, nhưng các cụ quên là đã bắt con mình phải gánh một gánh nặng gấp 2, gấp 3, trong khi chúng đương lạc lẻ về biết bao bổn phận của học trò còn chưa nổi. Thật vậy, vợ con là cái trợ lực lớn của trí tiến thủ. Mắt chàng đã trông thấy nhiều người. Vì có vợ con mà sao nhãng việc học, nhiều người chỉ được học dở dang đã phải kiếm kế sinh nhai cho cái tiểu gia đình mình. Này Phương đã có mang, nàng vui vẻ báo cho chàng biết tin ấy. Nàng vui vẻ vì nàng là đàn bà, đàn bà lấy chồng để đẻ con, nối dõi tông đường cho nhà chồng, ấy là đầy đủ bổn phận, nàng sẽ được tiếng khen là mắn. Nghĩ như vậy, Thành âu yếm nhìn vợ nói. Thế thì nhà thêm vui, Phương sung sướng mỉm cười. Nhưng ở cữ vào mùa hè, phải nằm lò than, nực lắm. Thành không hiểu vợ nói sai hay đúng, chẳng sực nhớ chưa hỏi vợ một điều quan hệ. Thế mợ ở cữ vào tháng mấy? Nếu tính đúng thì vào đầu tháng tư sang năm. Đầu tháng tư chưa nực, tháng ba bà già còn chết rét kia mà. À tháng tư, dễ thường dạo ấy tôi sắp thi. Phương ngạc nhiên. Cậu thi gì? Thành tạc lưỡi. Thi gì thì tên tiếng Tây, nói mợ cũng chẳng hiểu. Đáng lẽ sang năm tôi mới thi nhưng cũng cố học để thi chơi phương ngậm ngùi nhìn thanh thế thì cậu phải học vất vả lắm nhỉ tội gì thi sớm để đến khi đủ sức hãy hay có được không chà thấy người ta thi đỗ mình cũng thi chơi được thì hay không được chẳng xấu hổ nào kia mà nếu vậy mùa hè sang năm nhà ta có hai tin mừng tin cậu đỗ tin tôi đẻ con trai thành âu yếm nắm tay phương tôi mong những điều ấy là sự thực nhưng phương thở dài cậu gầy nhiều đấy cậu ạ à. thanh bật cười lắc đầu đó là mợ tưởng tượng vì thấy tôi nói là cố học để đi thi nếu tôi gầy thực thì mợ đã nói ngay và thầy đẻ vẫn săn sóc đến sức khỏe của tôi mà không thấy nói là tôi gầy kia mà nhưng tôi không muốn cậu học quá trước hết hãy nghĩ đến sức khỏe tôi đã nghĩ rồi và thấy đủ sức học nên tôi mới cố đành vậy nhưng cũng nên dùng thuốc bổ thanh nhằn mặt lắc đầu Tôi ít khi dùng thuốc, nhất là khi vô bệnh tật. Dùng thuốc là xa xỉ, là dồ dại. Thuốc bổ của tôi là ánh sáng, là không khí, là nước lã và là vận động. Từng ấy cái cho tôi khỏe mạnh để ăn được nhiều cơm rồi. Ngày cậu với tôi ở phủ về, thầy me có cho mấy chục bạc, tôi vẫn định để ít mua sách, còn bao nhiêu là mấy lễ thuốc cho cậu. Thành lắc đầu. Về phần tôi, tôi không cần thuốc, mà tôi cho là chính mọ mợ cần tầm bổ thì hơn vì mợ có mang phường cảm động tôi ăn được không cần tầm bổ thêm và nếu tôi cần thuốc thang tôi sẽ xin thầy đẻ bên này hoặc thầy mẹ bên nhà món tiền tôi vẫn giữ đây là của riêng cậu về sự học tôi không muốn tiêu lạm vào thành nghĩ ngợi một lát rồi nói mợ công bình và có lý lắm được vài hôm nữa tôi ra học mợ đưa tôi cả để tôi được tự do tiêu Hôm hết nghỉ lễ, Thành xin phép cha mẹ ra Hà Nội sớm. Phương tiễn chồng đến cổng, can vặn dặn. Thế nào cậu cũng nhớ mua thuốc mà dùng nhé. Thành gật. Quên sao được. Đến Hà Nội vào buổi trưa, Thành nghỉ ngơi một lát, rồi hơn 2 giờ, chàng lên phố chàng tiền và hiệu thuốc Tây. Chàng nhìn tên những hộp thuốc, nhưng không hiểu gì cả. Thuốc nào chữa bệnh nào, chàng biết làm sao được. Người bán hàng đon đà đến gần chàng để tiếp chàng muốn hỏi nhưng thấy ngưỡng ngượng là vì chàng nhìn vào gương thấy mình chỉ là anh học trò còn trẻ quá vậy mà anh học trò lại hỏi thuốc bổ cho vợ có mang nhưng rồi bất đắc dĩ chàng không thể giấu mãi ý định người bán hàng đưa ba thứ thuốc giá tiền khác nhau chàng nghĩ ngợi một lát rồi lấy thứ đắt tiền nhất vì nó công hiệu nhất chàng mua hẳn bốn hộp và trả tiền hơn 20 đồng về nhà trọ chàng xem đơn thuốc rồi dịch cẩn thận ra quốc ngữ chỗ biên cách dùng. Chàng viết càng rõ ràng, chàng đến phố hàng chiếu. Nhà bác Hai Lăng là người làng hỏi xem hôm nào bác về quê để nhờ mang thuốc cho Phương. Năm hôm sau, khi Thanh giao thuốc cho bác Lăng, lúc trở về, chàng thấy phong thư nhà dây thép đưa đến đặt trên bàn. Nhìn chữ đề bì, chàng nhận ngay ra là chữ của bố vợ. Mừng quá chàng vội vàng mở ra đọc, thì thấy có kẻ một ngân phiếu trăm bạc. Anh cả, thầy vừa tiếp thư chị ấy nói nghỉ lễ anh về nhà quê hầu ông bà nhưng người không được bằng trước vì anh quyết trí học liệp đẳng để ứng thi cuối năm nay sự học của anh thế nào tuy ông bà bên ấy và anh định riêng thầy tuy rất mừng có rể có trí song thầy cũng không thể đừng mà không khuyên anh một vài lời ở đời này nghĩ cho kỹ không gì quý bằng sức khỏe người giàu sang mà không có sức khỏe thì khổ hơn cả người nghèo kiết mà quanh năm mạnh mẽ. Sức khỏe nó làm cho người ta vui vẻ, sung sướng và có bao nhiêu đức tính khác nữa. Cho nên thầy thiết tưởng anh nên tự lượng sức, rồi hãy cố, nếu không thể, chi bằng để đến sang năm hãy thi. Từ ngày thanh niên ta xoay ra tân học, thầy thấy trong đám học trò rất nhiều người mắc bệnh lao, bệnh ấy đã không thương ai, thì một đòi thông minh anh Tuấn cũng phải bỏ. Thầy không hiểu nguyên nhân bệnh ấy thế nào vì thầy nhận thấy học trò chữ nho không phải lười biếng gì gần kỳ thi lắm người học ra giả suốt đêm gạo rất to họ ngủ ít làm việc nhiều ăn uống không có điều độ ngồi viết ngồi học lại không hợp với dáng tự nhiên của thân thể như học trò chữ tây vậy mà thầy chưa thấy nói có người nào mắc chứng lao bao giờ thầy đoán là giấy tây mực tây bút trì hoặc một vài thứ đồ dùng của học trò chữ tây có chất gì khiến người ta năng gần mà có hại hay sao? Thầy không rõ trong khoa học người ta nói về bệnh lao thế nào. Xong nghĩ đến bệnh nguy hiểm ấy, thầy phát dùng mình, muốn tha thiết khuyên anh không nên làm việc quá sức. Nhà ta vốn dòng dõi thi thư, thầy rất mong anh nối được nghiệp nhà, nhưng anh nên nghĩ kỹ. Thầy có món tiền nhỏ, gửi cho anh mua đồ tầm bổ. Tùy anh dùng thuốc ta thuốc tây, nhưng nên mua ngay. Nếu anh có cẩn thục, nhung hay thức gì khó kiếm, thì cho thầy biết thầy sẽ gửi lên. Anh dùng hết món tiền này, nếu còn thiếu thầy sẽ gửi thêm. Nhà người ta kia, thì rể là khách, nhưng nhà ta, rể cũng là con. Anh chớ nể hà, và anh đừng lấy tiền này mua thuốc bổ cho chị ấy, vì thầy đã cho chị ấy món khác rồi. Thầy me chúc ông bà tráng tỏ, anh chị mạnh khỏe, được như thế thầy me rất mừng. Đọc xong thư, Thành cảm động lắm, chàng thở dài nhắm mắt lại để nghĩ. Chàng hồi tưởng trong dạo nghỉ hè, những ngày gần ông bà nhạc, chàng thấy ông bà âu yếm săn sóc chàng, không khác gì cha mẹ chàng. Tự nhiên chàng sung sướng và yêu phương gấp bội. Chàng bèn lấy giấy, viết về kiến xương, nói rõ sức khỏe của mình để ông bà phủ yên tâm. Chàng lại trình ông nghe để ông cảm ơn tấm lòng quảng đại của ông phủ. Chiều ngày 12 tháng 4, ăn cơm xong, Phương đứng trong mảnh, chợt nàng thấy tiếng xe đỗ, nàng chú ý nhìn bỗng reo lên bà phủ kiến tay cắp nón tay cầm hộp trầu tiến vào trong sân phương chạy ra đón chào bà nghè ở dưới bếp nghe tin dâu ra tới cũng vội vã lên tiếp hai bà gặp nhau rất vui vẻ ông nghè khăn áo chỉnh tề ở nhà trên cũng hấp tấp xuống thúy dắt liêm và khiết ra chào con sen đi hầu cởi sải sơn lấy những thức để bà phủ biếu ông bà nghè đặt trên chiếc mâm đồng và chia quà cho trẻ con Phương sắp khay chén pha chè, Thúy xuống bếp giết gà làm cơm. Ông bà nghe hỏi thăm ông phủ, rồi nhắc lại chuyện ông phủ cho Thanh tiền để tỏ ý cảm ơn lần nữa. Bà phủ mỉm cười đáp lại mấy câu thủ lễ rồi nói: Chúng tôi đến Hà Nội có tạt vào thăm anh cháu nhưng không gặp vì không nghĩ ra là vào buổi học. Bà nghe hỏi Phương: Hôm nay thứ mấy nhỉ con? Bẩm thứ tư ạ. Bà nghe nói với bà phủ. Giá là thứ năm thì cháu được nghỉ học. Vâng, chúng tôi cũng biết thế. Chúng tôi vẫn định mai mới về. Nhưng ông cháu cứ dục, vì nhận thư chị cháu, ông cháu cứ bảo không về ngay, thì chị cháu ở cữ rồi, còn trông non gì. Dầu già vui vẻ cười với nhau. Bà nghè đáp: Vâng, chị cháu ở cữ vào kỳ này, nhưng không biết ngày nào. Cũng độ mai kia. Bà phủ gọi phương đến gần. Mẹ có sắm cho con một vài thứ bảo con sen nó lấy cho bà nghè nói chúng tôi cũng đã sửa soạn đủ bà lớn lại cho đến nửa tháng nay chị cháu may hết áo nọ lại cắt quần kia lúc nào cũng cạm cụi cụ cả chúng tôi ở bên nhà năm nay đã ngoại 80 có gửi cho cái vạt áo the trắng ông nghè gật gù quý hóa quá rồi ông để bà nghè tiếp bà phủ đứng dậy lên nhà trên bà nghè đưa bà phủ đi xem nhà cửa vườn dược mọi nơi bà phủ thấy chỗ nào cũng ngăn nắp sạch sẽ bà tấm tắc khen ngợi thì bà nghè nói nhà tôi có phúc được dâu hiền xin bà lớn để lời khen chị cả cháu vì nội việc to việc nhỏ trong nhà này là ở tay chị cháu hết tôi phục quan lớn bà lớn dạy con cháu nó được thế nào cũng là do phúc ấm của cả gia đình trước kia cháu có biết gì đâu ạ cơm dọn xong bưng lên bà nghè ngồi tiếp bà phủ phương và thúy đứng hầu bà phủ tuy đi đường mệt nhọc nhưng vì vui bụng mà thành ra ăn không kém bữa thường ăn xong nói chuyện một lát bà nghè sai thúy dọn giường chiếu trên nhà trên để mời bà phủ đi nghỉ nhưng bà phủ xin phép tối đầu tiên này hãy ngủ trong buồng với phương vì mẹ con lâu ngày không gặp nhau bà có nhiều chuyện nói với con gái hai hôm sau phương thấy rơm rớm đau bụng nàng nói với bà phủ rồi đi nằm bà nghè cho mời bà tắm đến Phương càng đau, nằm quằn quại, kêu dầm dĩ. Bà phủ nhìn con nhăn nhó, nếu có thể đau thay nàng được, bà cũng chẳng từ. Bà nghe không kém thương xót, bà ngồi cạnh Phương, đặt đầu nàng lên lòng, một tay quạt, một tay xoa bụng nàng vào dỗ dành. Nhịn đi, đừng kêu con ạ, à, chỉ một lát nữa thì sổ thôi. Bà tắm thấy mẹ chồng âu yếm con dâu, lấy làm cảm động lắm, nói. Phải gan mới được chứ, mợ chớ để hai cụ sốt ruột. Nhưng Phương càng cố gan, càng thấy đau, nàng quằn quại kêu gian, mồ hôi toát ra như tắm. Chỉ lúc nào mệt quá, nàng mới lịm đi để thở, nhưng được một lát, nàng lại kêu. Chừng 8 giờ tối, nàng đau một trận kịch liệt, nàng nghiến răng cắn cái quạt, rồi sau vài tiếng, ối giời ôi, dồn dập như hết hơi, nàng hồng hộc thở, tức thì có tiếng nhoe nhoe khóc. a à, con dai! Cả nhà mừng, Phương mở bừng mắt ra, nhưng nàng chẳng thấy gì. Một lát trong khi thiêm thiếp ngủ, nàng thấy bên mình có cái gì vương vướng, nàng sờ tay để xem, thì ra con nàng, xung quanh nàng, cả nhà còn thức, nàng ôm con, rồi mỉm cười hỏi Thúy. Mấy giờ rồi em? 11 giờ. Nàng nhìn bà nghè với bà phủ ngồi ở giường. Mời đẻ với me đi nghỉ, khuya rồi. Thúy nói, thầy đã sai anh tá, mai ra Hà Nội sớm, báo tin cho anh cả biết chắc đến chủ nhật anh về phương nghĩ đến chồng hẳn lúc này chàng đang cặm cụi với sách vở chàng chưa biết là chàng đã có con và trước đây mấy giờ đồng hồ vợ chàng đã chịu đau đớn thế nào giá mà chàng biết chàng sẽ thương hại nàng biết ngần nào rồi sự thương hại ấy chàng nhớ mãi nó làm cho chàng học kém đi gần đến kỳ thi chàng cần làm việc gấp chợt nghĩ ra nàng gọi thúy chị bảo thúy cúi xuống nàng nói hệ anh về Em đừng nói cho anh biết rằng chị đau nhé. Vâng. Thầy đặt tên cháu là gì? Thầy chưa đặt. Thầy bảo chờ anh về để hỏi. Lỡ trùng tên Phạm Húy ở bên nhà. Bà nghe vui vẻ nói to. Cứ gọi là thằng cu. Mợ đã nhìn mặt con chưa? Bẩm chưa. Bà nhanh nhẩu, cầm chiếc đèn cầy, ghé gần giường rồi hớn hở nói. Thật là giỏ nhà ai qua nhà ấy, trộn cũng không lẫn. Phương cúi xuống con, Thằng bé giống thanh như đúc, hai mắt cũng to, sống mũi cũng cao. Nàng sung sướng, ôm dịt lấy con vào cạnh sườn. Bà phủ hỏi, thế nào, con có mệt không? Bẩm con đã chậm ngủ được một tí, không mệt lắm. Sáng chủ nhật, vào khoảng 9 giờ, Thanh đã về tới nhà. Chàng đi xe đạp vì chàng muốn sớm biết mặt con, nhưng cả nhà cho là chàng liều lĩnh quá. Chàng vào buồng, vợ chồng âu yếm mỉm cười chào nhau thấy mặt nàng vàng những nghệ, chàng ngồi cạnh, mặt đăm đăm, nàng đưa con cho chàng bế. Bận sau cậu chớ đi xe đạp như thế, cảm thì khốn. Tôi chắc không hề gì, nên mới thế. Lúc mới đi là sáng sớm, hãy còn xương, bây giờ lại nắng. Cậu làm việc khó nhọc, nên giữ trong mình, tránh xương nắng. Thành lắc đầu, không hề gì kia mà. Và lại không quen đạp đường xa, tôi chắc cậu mệt lắm. Mệt soàng thôi, nhưng nghỉ một lát khỏi rồi sao không thuê xe mà đi hà tiện được mấy tí không phải hà tiện tôi muốn về nhà sớm được bế con nếu đi xe bây giờ chưa tới nhân lúc trong buồng vắng vẻ phương thỏ tay nắn cánh tay và bắp chân chồng nhưng thành lắc đầu không mỏi tôi chỉ thương hại mọi đau đớn phương mỉm cười cũng đau xoàng thôi cậu trông con giống ai nó giống mợ cái miệng cái chán còn đôi mắt và cái mũi Hình như giống tôi Lại còn hình như Hai bàn tay còn giống tay mợ đấy nhỉ Nhưng con sai Tay chân giống bố thì hơn Vì cần khỏe khoắn Đã có thể tao ngại gì À thầy đặt tên con chưa Thầy còn chờ cậu Mấy hôm nay vẫn gọi tạm là thằng cu Thằng bé con cửa nhăn nhó Khóc nhoe nhoe Phương bế nó hôn hít Rồi ôm nó vào lòng Và cho bú thành nói Nên cho con ăn đúng giờ Mọ có đủ sữa không? Đủ, nhưng mẹ cẩn thận lắm Bắt thỉnh thoảng phải vắt bỏ đi Hiện con vẫn phải bú trực Bỗng Thúy mở mảnh bước vào Tay bưng khay cơm và nước mắm trưng Mời anh lên nhà Thầy hỏi mãi anh Thành đứng dậy cười Chắc thầy cũng biết anh ở trong này với cháu Thành thì đỗ Sau khi đánh dây thép báo tin mừng về kiến xương Chàng về nhà quê ngay là vì nghỉ hè này chàng định ở Hà Nội để học. Chàng đã rủ được bốn người, bắt đầu từ mồng 1 tháng 7 Tây, cùng tập tành bài vở với nhau, cho nên chàng quyết định ở nhà độ mươi hôm, rồi xuống kiến xương giam hôm. Thành ngỏ ý ấy với ông bà nghè, được cha mẹ bằng lòng, Phương không dám ngăn, tuy nàng muốn cũng như nghỉ hè trước. Được về ở với cha mẹ đẻ hàng tháng, nhưng nàng tự an ủi, lấy cớ con bé, không nên cho đi chơi xa, và lại ông bà nội vắng cháu thì nhớ Thành thấy vợ đã mạnh mẽ như thường Chàng rất mừng Thằng cu hơi đổi khác Nó càng giống chàng Vì chỉ định ở nhà chơi với con Nên chàng không đem tí sách vợ nào theo về Chàng bế con cả ngày Chàng du dín Nựng nịu nó rất khéo Khéo đến nỗi bà nghè và vợ chàng Lắm lúc bật buồn cười Được một tuần lễ Thành xuống kiến xương chơi Phương xếp áo quần vào vali Thành biết vợ buồn nên cố gượng cười nói để nàng được vui vẻ. Kỳ thực chẳng nhớ cha mẹ vợ con lắm. Lúc chàng ra xe, Phương nước mắt chạy quanh, phần nhớ chồng, phần nghĩ đến cha mẹ đẻ, nhưng Thành an ủi. Rồi chừng một hai tuần lễ, tôi lại về. Học trong nghỉ hè là tự ý mình, chứ có ai bắt buộc đâu. Phương chủi nước mắt, giữa lúc ấy thúy vào, Phương ngượng nghịu, vở quay vào trong, Thành nói, Thôi, mọ ở nhà nhé tôi ra xe đây phương nhìn ra thở dài vâng cậu đi thúy bế thẳng cu theo thanh thanh lên chào cha mẹ ông nghè hỏi đồ đạc còn thiếu thứ gì không bẩm đủ cả à thầy có ngâm một vò rượu hai mươi ba vị còn đã xẻ để mang theo một chai chưa thanh cho là cha đùa chàng mỉm cười nhưng ông nghè nghiêm trang nói để trừ bệnh thời khí thuốc này công hiệu hơn thuốc mọi năm thầy làm ở trốn thị thành Dễ sinh chứng bệnh ấy Và lại ngộ có ai mắc thì cho làm phúc Thành đáp Vâng Thúy đưa thẳng cu cho thanh bế Mở tủ lấy vỏ rượu thuốc Cô tìm chai để đựng Nhưng nhà trên không có Cô xuống nhà dưới Vừa đến thềm thì gặp Phương Nhà còn cái chai nào không hở chị Để làm gì Thầy bảo chút ít rượu thuốc để anh đem đi Phương buồn nản Chẳng muốn làm gì nói Nhưng trong vali chật lắm rồi không để vừa nữa đâu thì cầm ngoài vậy phương nhăn mặt đã và ly lại chai trông sao được để bận sau anh về hãy lấy nhưng sợ thầy mắng thầy không mắng đâu cứ bẩm là có rồi nhưng vỏ rượu ở trên nhà kia mà được thầy hỏi đã có chị bẩm bà lại nhà không có chai thì kiếm đâu ra thôi để anh đi kẻo nắng to dứt lời phương lên nhà trên bưng cái vỏ xuống nhà ngang Bà làm hiệu cho Thanh theo xuống. Nàng nói. Cậu ra xe đi. Hệ thầy hỏi thì cứ bẩm là có rượu rồi. Tìm được trai bây giờ. Mất thì dở lắm. Thanh gật đầu. Và cũng nên đi sớm tránh nắng. mà ở nhà nhé. Vâng. Phương bẩn thần nhìn theo Thanh. Chàng chào cha mẹ. Thúy bế thằng cu cùng các em ra cổng tiễn. Thanh hôn hít con rồi lên xe. Phương lắng tai nghe tiếng bánh xe lọc cọc xa dần nàng thở dài thanh ở hà nội học rất vui vẻ chàng tạm quên được nỗi nhớ nhà cho nên định cuối tháng mới về thỉnh thoảng chàng đến thăm vợ chồng cả vĩnh có khi ngồi nói chuyện vui đến khuya một vài lần chàng ngủ lại với anh rể năm ấy nhãn sai điểm nước to thường hai anh em bàn bạc về vấn đề đê điều mỗi người một ý nhưng đều cùng lấy làm phàn nàn cho bố vợ kỳ nước này sắp phải vất vả trần nói Năm nọ nước to, thầy phải hòm xiềng lên nằm trên mặt đê hàng tháng. Đến hôm về, thầy già hẳn đi, gầy, đen và khản đặc tiếng lại. Vĩnh tiếp, làm quan, chỉ lo nhất về đê. Có ông đánh vỡ đê, sợ quá hóa điên, có ông không giữ nổi nước, đầm quẫn đi trốn. Thành bật cười, Vĩnh nói. Cho nên nếu anh khuyên được chú, thì anh khuyên chú không nên ra làm quan. Như anh, may có trưởng hậu bổ, thì theo học vì chữ pháp anh kém. Chứ nếu anh giỏi như chú thì học thuốc, làm ông đốc tờ hoặc sang pháp du học. Khi trở về nước, tha hồ được trọng vọng. Thành đáp, như em, em chưa định ngày sau làm gì. Hãy biết học 4 năm ở trường bưởi thì ra được đỗ đã. Nhưng chắc chắn rằng em không thể sang pháp vì đã có vợ con và lại thiếu tiền. Trần nói, hai cái lý chú viện ra đều không vững vàng. Lý thứ nhất là chú vốn có trí thì dù có đến ba vợ, mười con mà phải đi ra để lập thân, chú cũng coi khinh sự biệt ly. Lý thứ hai là nếu chú quyết sang Pháp, thì sao thầy me bên nhà chả giúp chú? Vĩnh gật đầu. Thật đấy, tài học như chú mà không đi đến nơi đến chốn thật đáng tiếc. Thành thở dài. Nhưng chắc thầy đẻ em, chả để em đi xa. Trần cười. Có họa cô ấy không cho chú đi thì có. Thành thẹn cười lạt. Nhưng Vĩnh chữa ngay, mợ chỉ biết nói người thế mợ có dám để tôi sang tây không nào sao lại không dám à thế thì giỏi cả ba người cùng phá lên cười tự nhiên thanh đâm ra nghĩ ngợi chàng biết rằng anh chị nói đùa nhau nhưng chàng cũng tự lấy làm xấu hổ còn lẽ không phải vì cha mẹ chàng không để chàng đi xa có lẽ không phải vì hai cái lý chàng vừa viện ra khi nãy là có vợ con và thiếu tiền không thể sang pháp được ấy là chàng không muốn chàng không muốn vì bịn dịn vợ con. Nhưng từ hôm ấy, Thành có chí muốn đi du học. Chàng đã từng nghe nói nhiều du học sinh ta. Vì thiếu tiền, phải vừa làm thuê vừa đi học, vậy mà cũng thành tài. Còn sự phải đi xa, chỉ nên kể như chàng được bổ đi làm ở một nơi trên mạng ngược, đi một mình, vắng nhà vài ba năm không về. Trời tuy không nắng, nhưng oi bức lạ thường. Người ta bảo là oi nước lên. Thực vậy mấy hôm nay, nước trên mặt ngược đổ về đục ngầu ngầu trôi theo những mảnh củi lành bềnh về phía xuôi bực nước mỗi lúc một cao buổi chiều dân thành phố hà nội ra bờ sông xem nước đông như kiến nét mặt ai nấy đều có vẻ lo âu người ta đồn vỡ chỗ nọ vỡ chỗ kia một con thuyền buồm lừ lừ trên mặt sông mà đứng trong phố tưởng như nó cưỡi trên mặt con trạch thấy cái dáng đỏ rực khóc trời tây người ta đoán trước được thiên tai Năm nay xứ Bắc Kỳ không thoát khỏi lụt, mà rồi đói to nữa. Quả nhiên nước đương lên, mực đều đều, thì tự dưng đứng sững lại, rồi tự dưng xuống. Đê liền mạc vỡ, chỗ xảy ra tai nạn, nước ảo ảo, dội vào cánh đồng. Tiếng ảo ảo ấy là tiếng reo vang trời của kẻ đắc thắng, hay là tiếng than khóc của kẻ bị đọa đầy. Thật vậy, người chết không được nằm yên trong mà. Sang bật lên, trôi phăng đi, cây cối nhà cửa, xúc vật cuốn theo dòng nước. Người khóc cha mẹ, kẻ tìm vợ con anh em, người có nghị lực hơn thì cứu những thứ còn lại. Cả một cánh đồng, mênh mông những nước trắng xóa. Chỗ vỡ, nước vẫn còn chảy. Nước đi thật xa, nó bò dần đến những đồng, những làng ở tận chân trời. Nó còn đi quá những nơi đó, cho đến khi mặt nước ngoài sông và trong đồng thăng bằng nhau. Tin vỡ đê làm Thanh lo lắng lắm, không biết quê chàng có tránh khỏi nạn lụt không, nhưng đường thì đứt quãng rồi, chàng không thể về thăm nhà được và cũng chưa hỏi thăm ai để biết tin đích xác. Nếu làng Nguyệt Áng bị lụt, thì nhà chàng vào chỗ thấp, thế nào nước cũng đến lưng tường. Rồi chàng lo lắng không hiểu cha mẹ, vợ con và các em chàng mấy hôm nay ăn vào đâu, ở vào đâu, mà một khi lụt loạt, người ta đói, lại hay sinh ra làm càn. Rồi trộm cướp nổi lên như dươi nhà chàng tiếng cả nhà không tuy cũng nhà ngói cây mít nhưng làm gì có ruộng sâu trâu nái sự đó có lẽ người ngoài cũng hiểu nhưng trước kia thì thế bây giờ khác rồi bây giờ nhà chàng có một người có của người ấy là con một ông quan tại chức một ông quan đương trọng nhậm tại một phủ tốt ở tỉnh thái bình người ấy tức là vợ chàng nghĩ tới đó thành giật mình thật vậy ai cũng bảo vợ chàng có chẳng có tiền mặt cũng có quần áo đáng giá và đổ tư trang bằng vàng mà ví tử kẻ gian muốn vào. Thật không khó khăn gì. Không ai đủ sức chống cự với quân cướp lực lưỡng và liều lĩnh. Cha mẹ chàng thì già. Phương, Thúy và các em chàng thì thơ dại. Đẩy tới đàn ông không có một ai. Thành nghĩ đến những vụ cướp bóc tra khảo, sự chủ cực kỳ vô nhân đạo. Nó chói, nó đánh, nó tẩm dầu tây vào tóc để đốt nó có đến trăm cách tàn ác để bắt người ta xưng chỗ để tiền. Ai chống cự với nó thì khổ, ai bị nó nghi là có nhiều tiền bạc cũng khổ. Vợ chàng yếu đuối, không thể chống cự, nhưng bị nó nghi là giàu. Nghĩ khôn chẳng nghĩ, chàng chỉ nghĩ đến dại. Chàng tưởng tượng một buổi tối, 15-20 tên cướp kề thuyền vào nhà chàng, thằng nào mặt cũng vẽ đen nhẹm, tay cầm khí giới, chúng hung hăng xông vào, chói cha mẹ chàng, chẹn các em chàng và tìm vợ chàng chúng đánh nàng để cha thằng cu sợ hết vía khóc thét lên mà biết đâu bọn gian ác lại không lấy thằng bé vô tội để bắt mẹ nó phải xưng hết chỗ để của không hiểu sự canh phòng trong làng trong lúc bị lụt có nghiêm ngặt không không hiểu các đường các lối có viết kỹ càng không không hiểu tuần tráng có nghĩ ra cách rào rậu không còn gì dễ cho bằng bịt các đường lối trong lúc làng bị ngập lụt người ta chỉ cần ngăn ngừa cho thuyền kẻ gian ở ngoài khỏi vào, thì chỉ cần một cây che chặt ở thân, bẻ đổ xuống, cho nằm ngang ra đường. Ấy là một cái hàng rào rất chắc chắn. Lại chợt nghĩ đến tuần phu trong làng, thanh càng lo lắng hơn. Nghỉ hè năm ngoái, về kiến xương chơi, chàng đã có dịp xem xét sự canh phòng ở vùng ấy. Người tuần nào cũng lực lưỡng, biết đánh gậy. Quần cướp có can đảm liều lĩnh đến đâu, cũng phải gầm tuần đinh, là những tay địch thủ gớm ghê. Trái lại, ở làng chàng Nói đến tuần thật là buồn Người thì gầy gò Người thì nghiện ngập Thậm chí có người vẫn còn bé Hình như họ đi tuần không phải để canh phòng cho làng Mà chỉ để kiếm thuê Hoặc ít lúa xương Vậy nếu trong làng có xảy ra động dạng gì Phụ tuần là những người đi trốn trước tiên Họ thản nhiên cạnh những tiếng kêu cứu Chờ đến lúc chắc chắn kẻ gian đã rời khỏi làng Đi tận ra xa lắm Họ mới dám nổi trống Rồi hôm sau họ lạy van hương lý xin giấu quan trên hộ hoặc trình là trộm vặt hoặc nếu phải những nhà quyền thế hương lý không giấu nổi và họ có phải đền thì họ lại lạy van phen nữa thế mà chẳng may tai họa đến nhà chàng tự nhiên chàng thấy như máu trong người sôi lên sùng sục chàng muốn bay ngay về chàng về để coi nhà trong nhà có một người trai trẻ khỏe mạnh cũng đỡ lo và nếu chàng ở nhà mà bị mất cướp chàng cũng hài lòng vì được san sẻ sự lo sợ, đau đớn với những người thân yêu. Nhưng bây giờ, gia đình chàng chỉ có giặt người già và trẻ con. Rồi sau vụ cướp, của mất đã đành, người còn sợ hãi nghĩ ngợi, thêm ốm yếu nữa. Thanh thở dài buồn rưỡi rượi chàng lại nghĩ đến cái dáng đỏ hôm trước mà lo. Người ta bảo dở trời bão, nếu lại có tai nạn ấy nữa, thì cái họa mới tới cực điểm. Xong chợt nhớ ra là nếu nhà chàng bị lụt, cũng không đến nỗi ngập sâu, vì nền cao, trong làng thiếu gì nhà thấp, nước đến mái, vậy tất họ xin vào ở nhờ. Cha mẹ chàng vốn nhân đức, không bao giờ từ chối việc nghĩa còn con ấy. Như thế, nhà chàng sẽ hóa ra đông người, gian phi có giỏm giỏ, cũng khó lòng vào lọt được. Thanh yên tâm, chàng bèn đến nhà bác hai lăng hỏi tham tin. Năm hôm sau, vào buổi chiều bác lăng đến tìm Thanh, chàng mừng rỡ quá vì chắc thế nào cũng được tin nhà. Bác hai ngồi xuống ghế thở dài ra dáng mệt nhọc lắm lắc đầu nói thật là vất vả mà cũng phúc mà tôi không chết đuối thành chưa kịp hỏi bác tiếp ngay tôi mới ở nhà quê ra hôm về thì vô sự nhưng hôm nay suýt bị đám đò thế nào bác nói rõ hộ đò thì đầy xong đồng thì lớn các bà đàn bà thấy dập dành đã nhao cả lên nếu không được tay lái giỏi thì thuyền ụp rồi vậy kia phải đi đỏ đồng là một sự tối nguy hiểm. Đi từ quãng nào đến quãng nào? Từ đỉnh làng đến quá phố huyện. Vị trí ngót hai chục cây số. Làng ta lụt loạt ra sao? Bạc Hải chán nản thở dài. Lúa má hỏng tiệt, ngầm nước mấy hôm nay, và lại nắng này thì gì mà còn. Nhà cửa thế nào? Nhà tôi ngập đến lưng vách. Thế nhà tôi? Trong cậu nước mấp mé hè. Thành lộ vẻ vui mừng, còn chỗ nào không ngập không? Chà, chỗ thì đến bẹt, chỗ thì đến gối. Chỉ trừ có ngõ nhà ông Lý Phách là hở thôi. Phải, chỗ ấy cao. Thầy đẻ tôi có biết bác về không? Có, cả nhà tôi bây giờ vào ở nhờ trong cậu, dưới nhà ngang. Thế thì vui nhỉ? Nhà cu sung, bác nhiều hãng, bác đám ấn cũng kéo vào ở nhờ. Thành thử trong nhà đông đáo để, mợ ấy dọn lên nhà trên. Thế à? cả làng may còn có ba nhà rộng chưa ngập trong nhà là một bên ông lý phách là hai và nhà cụ tú là ba nước mấy hôm nay lên hay xuống thấy nói từ hôm qua đã rút được độ một tốc nhưng từ sáng đến giờ đứng thế thì còn lâu nước mới ra hết nhỉ bạc lăng gật đầu phải làng ta bình yên chứ bình yên không xảy ra trộm cắp gì à không được cái tuần giờ bây giờ nghiêm và các đầu ngõ đều viết chặt lại rồi thầy đẻ tôi có thư từ gì cho tôi không không ông bà chỉ nhắn cậu cứ yên tâm mà học đừng lo nghĩ gì đến việc cửa việc nhà thế thôi à phải tôi định hôm nào về thăm quê à mợ ấy dặn cậu đừng về nữa đường đi nào có dễ dàng như trước cũng bất đặc dĩ như tôi có việc không về không được chứ về chơi thì tôi tính không nên vì nguy hiểm lắm tôi muốn nếm mùi ở lụt Chà, sung sướng gì? Chỗ đi chả có, chỗ ngồi thì không, rồi nước ăn chân, sưng to bằng cái chĩnh. Ở lụt khổ, cứ tưởng tượng cũng thấy, nhưng tôi muốn được trải cảnh khổ ấy. Và lại cả vùng ta, cả làng ta, cả nhà tôi ở, lụt còn chịu được nữa là. Tôi ở nhà vài hôm không chịu được, phải ra ngay, không về thì sốt ruột. Tôi cũng sốt ruột, từ hôm nghe tin vỡ đề đến nay, tôi có được yên tâm đâu. Thôi, nhưng hôm nay cậu biết tin rồi thế là yên lòng thằng cu nhà tôi thế nào cu nào thằng con tôi ấy mà nó có chịu chơi không nó biết làm gì rồi nó có nhẫn nhụi không bạc lằng nghĩ một lát đáp tôi không để ý đến mấy nhưng dễ cháu ngoan vì cả ngày tôi không nghe trên nhà có tiếng trẻ khóc thế nhà tôi không nhắn thêm gì à không nhưng như vậy là bình yên vô sự chứ nếu có việc gì khác thường mợ ấy đã cho cậu biết bác nói có lý xong nhiều khi người nhà muốn yên lòng người ở xa mà giấu những tin không hay bác lằng gật đầu ừ nhỉ nhưng bác tiếp tôi chắc không có sự gì bất thường vì nếu có thì nhà trên nhà dưới làm gì tôi chẳng biết tôi chỉ thấy các cô các cậu ấy cười đùa rầm rầm nhiều lúc ông mắng mới thôi bác bảo tôi có nên về thăm nhà không không nên phải tránh sự nguy hiểm mới được cậu chưa đi đò đồng bao giờ nên chưa thấy sợ chứ thử tưởng tượng mà xem cả một cánh đồng bát ngát chỗ nào cũng sâu quá đầu người thuyền chỉ trở nặng mà lại sóng nữa nghĩa là lên cạn lúc nào mới biết thoát chết lúc ấy nhưng tôi biết bơi đành vậy nhưng bơi vào đâu bảo rằng ở sông thì còn có bờ nhưng đằng này thì bờ ở chỗ mút tít quái tôi tưởng những hôm như hôm nay đi đò bình yên lắm làm gì có gió mà có sóng Giữa đồng sẵn gió lắm Mà sóng nào có bé Thành nghĩ ngợi vẩn vơ một lát nói Thế thì khó lòng về thăm nhà được nhỉ Mà ấy đã dặn cậu đừng về rồi kia mà Ngày cuối tháng tính sổ chi tiêu xong Thanh cười ngặt nghèo gọi anh em Này các anh ơi Tài quá Trước tưởng ăn tiêu hả tiện thì thừa nhiều Hóa ra còn có đồng sáu Ba người bạn trâu đầu vào quyển vỏ biên những con số Đưa mắt theo đầu ngọn bút chỉ của Thanh khi mọi người thấy tính đúng Thành để sướng Số tiền còn lại nhỏ mọn Ta nên làm gì cho hết đi chứ Giáp nói Ăn phở Lãng can Chớ để mua sách thì hơn Thịnh bành giáp Tiền ấy là tiền ăn Nhà cho để ăn Còn mua sách vở hay tiêu vặt Đã có tiền khác Vậy chỉ ăn phở mới hợp lý hơn cả Thành mỉm cười Bà anh đều đã nhận được tiền nhà gửi cho để chi tiêu về tháng sau tôi cũng vừa có người ở nhà quê ra ban nãy nghĩa là cũng có tiền rồi vậy ta nên tiêu hết chỗ đồng sáu này ngay tối hôm nay tiền tháng này để tiêu vào tháng sau độc lắm mọi người phá lên cười phải mà người thích ăn người thích mua sách mỗi người một ý vậy ta nên bỏ phiếu ai nấy nhao nhao phải bỏ phiếu thành trỏ vào ngực mình anh giáp anh thịnh muốn ăn anh lãng muốn mua sách còn tôi tôi chưa ngỏ ý kiến nhưng tôi ngã về anh lãng thì anh Giáp và anh Thịnh thua vì phiếu tôi kể như có giá trị gấp đôi vì tôi là thủ quỹ chức to hơn cả. Thịnh đáp. Nhưng nếu anh theo ý chúng tôi thì anh lãng thua. Cái đó cố nhiên. Vậy bên nào hối lộ tôi thì tôi theo, không có tôi bỏ phiếu trắng. Thịnh và Giáp vỗ tay. Nếu anh bỏ phiếu trắng thì chúng tôi được đại đa số, sẽ thắng. Thành tìm giấy ở bàn, lãng biên mình thua, nói hay là oản tu ti? Giáp lắc đầu. Không, anh đừng khôn thế đi. Thịnh cười ngặt nghẹo. Ừ, nó khôn thực, oản tù tì. Có khi ba người một phe cũng bị thua nó. Nhất định đầu phiếu. Giáp đã tìm được mảnh giấy, bèn xé ra làm tư giao hẹt. Chỉ được viết một chữ, hoặc chữ ăn, hoặc chữ sách. Bốn người giấu nhau, viết ý mình, rồi gập giấy lại. Lãng chủ tịch cuộc mở phiếu. Bắt đầu chàng mở tờ giấy của Thịnh, cả bốn người đều đồng thanh nói trước. Ăn! Rồi đến phiếu của giáp, cả bốn miệng lại cùng nói. Ăn! Ai nấy cười vang, chàng mở đến phiếu của thanh, ba người hồi hộp, thốt ra một tiếng. Sách! Nhưng không phải, nó lại là chữ ăn. Thịnh và giáp nhìn thanh, nắm tay thật chặt và rung tít, tiếng cười dậy lên, cười xong, lãng nói. Thôi hỏng, tôi thua mất rồi, một mình tôi một ý lá phiếu cuối cùng mở ra, cả tám mắt dương to để nhìn, bật đồ tiếng đập bàn đánh đét và cả từng ấy miệng hét lên. Ăn! Họ ôm nhau mà cười, lăn cả da phản, rồi bốn anh em rủ nhau. Tối rồi, không cần mặc gì cho nực, cứ áo cộc lê guốc lên hiệu ăn phở, mỗi đứa hai hào, tha hồ no phưỡn bụng cóc. Bốn người xuống gác cùng đi, họ làm bộ như những con nhà giàu. Ăn phở xong giáp hỏi, ta làm mỗi đứa chiếc bánh ngọt lãng xua tay. Không, hôm nay nóng nực, ta đi bộ một tí cho tiêu, rồi ra ăn kem bờ hồ. Thành nói, ăn thế đau bụng thì chết. Thịnh hỏi, hay là đầu phiếu? Lãng xua tay, lôi các bạn đứng dậy. Lại mỗi đứa hai hào kem, Thành sợ gì? Nghe tin nước đã rút ra đến đầu làng mà không khao à? Thì khao. Bốn anh em lại lê guốc ra bờ sông xem nước, rồi về bờ hồ, tới chỗ dãy hàng kem, họ chọn cái bàn ở ngay sát mặt nước cạnh gốc cây lá um tùm che lấp ánh sáng điện muốn tỏ vẻ ăn chơi hùng hồn họ gọi bốn cốc kem một hào rồi mỗi người ăn thêm hai cốc kem năm xu nữa vị chi là tám hào như vậy vừa được tiếng oai hùng vừa được ngồi hóng mát lâu vì chỉ ở bờ hồ thỉnh thoảng mới có gió còn ở trong phố thì cả ngày oi bức nhất là cái gác họ thuê nó nóng như cái lò khi đã khuya lắm và ngồi lâu quá thì ngược bốn anh em rủ nhau về khỏi bờ hồ họ lại thấy nực nội như cũ hơi nóng ở đường đá vẫn chưa dịu nhưng làm thế nào họ phải về kẻo nhà dưới đóng cửa khó gọi thuê chung với thợ may được cái lợi về khuya ga của họ vẫn không kém gì cái lò họ kêu trời lên cởi trần ra và quạt phành phạch họ rủ nhau ra sân dội mấy gáo cho mát mới có thể ngủ được nhưng nào có nằm yên thanh vừa rời tay quạt mồ hôi đã ra như tắm bỏ màn thì nóng mà không thì mũi, chàng trằn chọc đến 2 giờ đêm thịnh giáp và lãng bản nhau giải chiếu ra sân khác mùa hè không có xương và xương không độc nhưng thanh can thôi chớ dại dột lỡ ra thì khốn đây quên thuốc ở nhà rồi không cần khỏe thì bất chấp ba người ra sân nằm một lát họ ngủ được im thìn thít thanh thấy các bạn ngáy mà thèm chàng luôn luôn cái quạt ở tay nếu không để phẩy mũi thì cũng để cho giáo mồ hôi. Nhưng một lát, chàng tạc lưỡi, đem chiếu giải ra cạnh cửa gác sân để nằm. Chỗ này mát và thỉnh thoảng có gió, thanh thiêu thiêu ngủ được. Nhưng đến tang tảng sáng, tự nhiên hai tay thanh của của ở bên cạnh, rồi chàng mở mắt ra nhăn nhó, uể oải ngồi dậy. Chàng thấy dấm dằn đau bụng, phải tìm cái đắp. Chàng bèn đẩy cánh cửa đóng kín lại và chùm nửa chiếu lên mình. Nhưng bụng chàng sôi lên, chàng ngồi nhỏm dậy, tay với chiếc áo chạy vội xuống gác. nhưng khi lên chàng tưởng hết đau bụng thì có thể ngủ thêm được bật đồ chàng lại phải chạy vội xuống gác lần nữa thằng nhỏ thấy thanh có vẻ mệt nhọc nó hỏi thì chàng đáp tao đau bụng đi độc cho tao miếng gừng thanh nhai gừng nuốt chừng cả nước đắng chàng thấy nóng gian bụng nhưng chàng không thấy đỡ đau bà lại phải xuống gác lần thứ ba lúc lên chàng uể oải lắm thịnh mở mắt dậy thấy thanh kể bệnh bèn sai đẩy tớ đi mua lọ dầu thành xoa khắp người và uống một tí nhưng bụng vẫn sôi và sự xuống gác để đi sau vẫn không ngừng hơn nữa chàng lại nôn nằm thở một lát chàng thấy khát nước lãng sợ quá đoán rằng thanh mắc bệnh tả bèn tức tốc báo tin cho vợ chồng vĩnh biết đến độ 10 giờ thanh thượng thổ hạ tả rất kịch liệt ông lang đến bắt mạch xem phân rồi lắc đầu đi ra chỉ khuyên một câu các cậu phải kín lắm mới được thuê xe cho cậu ấy về nhà quê kẻo không kịp. Trần nước mắt chạy quanh, hỏi chồng. Cậu, làm thế nào được? Về nhà thì cố nhiên không thể, vì không có lối đi. Lãng mếu máu. Tôi chỉ sợ người ta biết đem anh Thanh đi nhà thương mất, hay mời ông lang khác. Thịnh lại chạy đi mời một thầy khác. Thầy kêu là bệnh nặng quá, nhưng cũng cho uống thử một liều thuốc. Xong thầy cũng khuyên, nên lánh ra ngoài thành phố thì được mổ yên mà đẹp hơn người chủ nhà dưới bàn với vĩnh nên đem ngay thanh xuống chùa thái bình cạnh đường xe điện đi ô cầu giấy ông ta quen sư cụ người sẽ không hẹp lượng đối với những kẻ tai nạn vĩnh theo lời ông chủ thợ may nhờ ông ta đi nói trước hộ và trong khi chờ trả lời được hay không vợ chồng vĩnh và các bạn cố hết sức chạy chữa bằng những thứ thuốc người ta mách nhưng sự thất vọng mỗi lúc một rõ rệt hơn mặt thanh xám hẳn lại đầu ngón tay bấm mạnh chỉ thấy trắng toát chàng mệt lắm rồi người thì mê man và tiếng thì ú ớ không rõ nữa vậy mà chàng vẫn đòi uống và uống bao nhiêu lại thượng thổ hạ tả bấy nhiêu ai trông thấy mà không sợ ai trông thấy mà không thương nhưng lòng thương thắng nỗi sợ nên không ai nghĩ đến sự lây họ đến hết lòng còn nước thì còn tát nhưng họ ngơm ngớp lo lỡ có người ngoài biết chừng một giờ sau ông chủ thợ may về nói rằng sư cụ bằng lòng lời yêu cầu và có mệnh hệ nào người cho thuê một miếng đất trong chùa mà chôn lập tức lãng thuê xe và giáp cõng thành xuống gác đã là như sợi bún thịnh ngồi giữ thanh chỉ có chân lên phố mới nhờ bác hai lăng sáng hôm sau về sớm báo tin cho gia đình thanh biết cùng đánh dây thép về kiến xương rồi đi mua bán các thứ cần dùng việc tống táng còn cả mọi người đều đưa thanh xuống chùa và đến ba giờ sáng thanh tắt thở chiều hôm sau Bạc lăng về tới nhà Lúc ấy ông bà nghè vừa ăn cơm xong Đường đùa với nhau Thúy, Liên và Khiết Ngồi quây quanh giường Nhìn thằng cu làm trò cười như nắc nẻ Thấy thằng bé tập lẫy Ngã ngửa ảnh ra Rồi há mồm ra reo Bà nghè sàng sạc cười Ôm lấy nó, hồn lấy hồn để Không có thằng chó thì hôm nay bà nóng ruột như cào Phương nói Vâng, từ hôm qua con cũng thấy nóng ruột tệ Bà nghè lại đặt thằng cu xuống giường nó chó thế này mà cậu nó không ở nhà xem ừ giá hôm nay không vỡ đường dễ hôm nay là ngày cậu nó hẹn về đây thúy đáp rồi gần hết hè nhờ rời đường xá khô giáo anh con về chơi thằng cu lại biết thêm nhiều trò nữa bỗng bác lăng chào một cách sửng sốt tự nhiên cả nhà im lặng quay ra ông nghè như tâm linh đã báo trước điểm gở hốt hoảng hỏi về có việc gì thế anh bẩm cậu cả con giật nảy mình, ông hỏi dồn Làm sao? Làm sao? Bẩm cậu con giỏ rời, mà nghe chừng nặng. Phương sực nghĩ ngay đến rượu thuốc mà chàng không có để đem theo, nàng run bắn người lên, nhìn bác lăng không nói được. Bà nghe sám mặt. Rõ rời thế nào? Bẩm cậu con mắc bệnh kia. Phương như muốn vồ lấy hết ý tưởng của người báo tin để biết ngay hết chuyện. Bệnh gì? Thưa mợ, bệnh thời khí, Tôi chết rồi Thốt ra được ba tiếng Nàng vật mình xuống giường chu lên khóc Ông nghè muốn bắt mọi người Đều giữ hết nghị lực Bèn trợn mắt mắng Dại nào im ngay để thầy hỏi Rồi ông nhìn bác lăng Thế nào Bẩm ông chiều hôm qua Con thấy mợ gì là chị mợ cả nhà Hớt hờ hớt hải đến nhà con Nhờ con về mời ông bà Với mợ cả ra ngay Hà Nội Vì cậu cả mắc bệnh thời khí nặng Thế bác có lại thăm anh nó không? Bẩm không, vì đã đưa cậu con xuống chùa Thái Bình rồi. Bà nghe hỏi, chùa Thái Bình ở đâu? Bẩm ở đường đi ô cầu giấy. Đưa xuống bao giờ? Bẩm con không biết. Thế anh nó có thuốc thang gì không? Có đem theo rượu thuốc 23 vị kia mà. Bẩm con không biết. Phương càng thấy hối hận, nàng lại phía giường, vò viền mấy chiếc quần áo, nhét vào trong vali rồi nói bẩm thầy con xin phép cho con ra ngay thăm nhà con bà nghè mếu máu chở thầy đẻ cùng đi cả rồi bà than thở không biết bây giờ thuyền bè có dám chở không đây ông nghè bảo thúy xếp quần áo thầy đẻ và các con cùng đi đoạn ông bảo bác lăng anh gọi cho tôi người lái thuyền vừa chở anh vào đây một lát người lái vào ông hỏi tôi thuê anh ra ngay tỉnh bây giờ anh lấy bao nhiêu bẩm quan lớn con không dám trở. Phường cáo tiết, anh định bắt bí, bao nhiêu tiền cũng thuê. Người lái ôn tồn đáp, bẩm mợ không phải thế, độ này tối rời, chúng cháu không dám đi đêm. Ông nghe hỏi, anh sợ không được nghiêm hay sao? Bẩm vừa sợ thế, vừa sợ tối bị lạc và đến khuya sóng gió thường to. Bà nghe nói, anh không ngại, có hai người tuần đem tay thước đi kèm. Người lái đò ngần ngừ rồi nói Bẩm quan lớn bà lớn Con trở hầu quan lớn bà lớn Tất con không bị thiệt Nhưng thực tình con không dám Phương hỏi Hay tôi thuê thuyền bác Bạc tôi tìm người trở lấy Người lái đỏ nghĩ ngợi rồi đáp Bẩm mợ cứ gả gáy sáng mai con xin đi Đêm nay không có răng Đã có sao Và lại im gió anh sợ gì Thưa mợ thực tình từ thủa bé Cháu chưa dám đi đêm Và lại cháu cũng mệt bà nghè khi ấy đã xếp dọn và sắm sửa xong bèn nói này tôi bảo việc của tôi là việc kíp cậu cả bị cảm nặng ở ngoài hà nội nên mới phải đi đêm nếu anh không chở thì anh tìm hộ xem có ai dám đi hay không nếu không anh làm cách gì cho chúng tôi đến được hà nội đêm nay thì làm phương bế con đứng chờ lấy vạt áo quệt nước mắt thẳng cu hập miệng vào ngực mợ nó đòi bú nàng nhìn nó mếu máu người lái vâng lời đi ra khỏi Bà nghè, Phương và Thúy nhìn nhau, bỗng òa lên khóc. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của tiểu thuyết Nghịch Cảnh. Để nghe tiếp nội dung phần 2 của tiểu thuyết, quý thính giả nhớ nhấn nút đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhé.